Mình đặt tay lên vết sẹo dọc dài, chạm vào những vết dạn trên bụng mẹ, tự nhiên khóc. Mình nhớ bữa đó mình bảo mẹ, sau này con không đẻ đâu, đau lắm. Mẹ chỉ cười trừ, đau nhưng đáng mà. Vì sao cái bụng dạn của mẹ chính là niềm kiêu hãnh? Đối với nhiều người phụ nữ, làm mẹ quả là một trải nghiệm tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Với mẹ mình cũng vậy. Khi mình hỏi ước mơ của mẹ là gì, thì mình nhận được câu trả lời thế này: hồi bằng tuổi con, mẹ ước có một công việc ổn định, rồi lấy chồng và chăm con. Ước mơ của mẹ kỳ lạ thật, nghe đơn điệu quá đúng không? Nhưng mà đâu phải ngẫu nhiên người ta nói làm mẹ là thiên chức, chăm lo cho gia đình là một việc lớn lao, và sinh con ra là một điều kỳ diệu. Nhìn vào cái bụng dạn của mẹ là đủ hiểu. Cơ thể con người chịu đựng được tối đa 45 đơn vị đau, nhưng khi đẻ thường, người phụ nữ phải chịu đựng lên tới 57 đơn vị đau, tương đương với việc gãy 20 cái xương cùng một lúc. Lúc nằm trên bàn mổ, mẹ nghĩ gì? Thì mẹ đau. Nhưng lúc bác sĩ đặt cái đầu nhỏ xíu của con áp vào ngực mẹ, thì mẹ khóc vì mừng. Trên tấm da trắng bản đẻ là những tàn tích đau thương của cuộc vượt cạn, là những chậu máu, những vết khâu tầng sinh môn, nơi da thì không còn có khả năng đau thêm nữa, là những lớp khâu trong khâu ngoài dài nửa găng tay trên bụng sau phẫu thuật mổ bắt con. Tin được không, mẹ vượt qua hết những cơn đau này. Với mẹ, đó là điều hiển nhiên bình thường. Người mẹ phải làm quen với cơ thể không còn bình thường của mình theo một cách bình thường. Mẹ chấp nhận sự thật rằng là mẹ là không bao giờ có thể trở về con người mình thuở thanh xuân ban đầu. Những dấu tích của cuộc sinh nở dù ít dù nhiều vẫn khó mà giấu giếm. Thi thoảng mình thấy mẹ mình nhìn vào gương thở dài khi mẹ không mặc được nhiều bộ quần áo mẹ thích nữa. Nhưng mẹ biết không, chiếc bụng của mẹ có thế nào đi chăng nữa, dù phẳng phiu hay nhăn nhúm, thì với những đứa trẻ, đó vẫn luôn là nơi mềm mại nhất, êm ái nhất, thơm tho nhất, nơi mà chúng dành 9 tháng 10 ngày nhận hơi ấm, nơi với chúng là tuyệt đối an toàn, tuyệt đối thư giãn, tuyệt đối bình yên. Và cũng vì thế, đó là nơi đẹp nhất mà mỗi người phụ nữ được kiêu hãnh với chính mình. Thượng đế đã ghé qua đây và không quên để lại chữ ký của người. Chữ ký đánh dấu một sự kiện trọng đại, thiêng liêng rằng một đứa trẻ vừa giáng thế, một người phụ nữ vừa trở thành mẹ.